Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Lời Chúa dạy, vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và họ sẽ trở thành một thịt. Chúa nói, ai tìm được vợ là tìm được điều tốt lành và được Chúa ban ơn. Nhưng Chúa ơi, nhiều cuộc hôn nhân của chúng con đang phải đối mặt với những thách thức khác nhau, với một số nan đề đe dọa sự tồn tại hôn nhân của chúng con. Hết thảy kẻ thù nghịch con sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm. Chúng nó sẽ sụt lui lại và vội vàng bị mắc cỡ. Nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ, ta chống lại mọi vũ khí hủy diệt, chống lại cuộc hôn nhân của ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho lửa của Đức Chúa Trời thiêu đốt và loại bỏ mọi kẻ thù trong cuộc hôn nhân của ta. Trong danh Chúa Giêsu Christ vĩ đại và oai nghi, mọi sự đoán xấu xa nhắm vào cuộc hôn nhân của ta, bởi chính quyền năng nhân danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tất cả lũ chúng mày hãy trở về nơi mà chúng mày đã đi ra. Còn nài xin huyết của Chúa Giêsu bao phủ trên hôn nhân, người phối ngẫu và con cái của con cảm tạ ơn Cha. Hỡi Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của con nương náu mình nơi Ngài. Xin hãy cứu con khỏi kẻ xấu đang rượt đuổi con và thoát giải con, kẻo kẻ thù nghịch xé con như con sư tử và phân con từng mảnh, không ai giải cứu cho. Lạy Cha thiên thượng, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, con trai của Ngài, rằng Ngài sẽ dang rộng đôi tay quyền năng của Ngài, giải cứu cuộc hôn nhân của con khỏi mọi sự thao túng từ hố địa ngục. Hãy giải cứu chúng con khỏi bàn tay của kẻ thù độc ác đang chống lại cuộc hôn nhân của chúng con. Thưa Cha, lời của Cha nói rằng, sự gì Đức Chúa Trời đã kết hợp với nhau, loài người không được phép phân ly. Vì vậy, lạy Chúa, con xin Ngài tước vũ khí của mọi kẻ thù và đánh bại mọi kẻ thù trong cuộc hôn nhân của chúng con vĩnh viễn. Bằng đức tin, con đồng ý rằng cuộc hôn nhân của chúng con sẽ thịnh vượng và đơm hoa kết trái. Con cái chúng con sẽ vây quanh bàn của chúng con và niềm vui vĩnh cửu của Ngài sẽ là phần của chúng con bây giờ và mãi mãi. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã tạo ra con sao? Con thuộc về Ngài trong thân thể và tinh thần con. Và Chúa tìm kiếm điều gì? Đó là tìm kiếm dòng dõi thánh. Vì vậy, Chúa khuyên hãy cảnh giác và đừng phản bội vợ chồng khi còn trẻ. Hỡi Đức Chúa Trời ba ngôi toàn năng, vì những ân huệ của Ngài làm cho giàu có và không thêm đau khổ nào. Vì vậy, con cầu xin Ngài lấp đầy cuộc hôn nhân của chúng con với niềm vui, tình yêu và hạnh phúc, nói lên sự chung thủy và lòng trắc ẩn vốn là nền tảng của hôn nhân và gia đình của chúng con. Không một con quỷ phá hoại hôn nhân nào được phép nhìn thấy cuộc hôn nhân của chúng con, và mọi cái lưỡi độc ác gieo rắc và phá hủy các cuộc hôn nhân, nhân danh Chúa Giêsu ta đóng cửa vĩnh viễn đối với hôn nhân của ta. Bằng đức tin con công bố rằng cuộc hôn nhân của con vô cùng hạnh phúc, nó được bảo vệ bởi sức mạnh của Chúa Giêsu. Kẻ thù của con bị hủy diệt đời đời, Chúa đã nhổ bật gốc các thành của chúng, ngay cả ký ức về chúng cũng đã biến mất. Chúa ơi, Ngài là đấng duy nhất chưa bao giờ thua bất kỳ trận chiến nào. Thưa Cha, con đồng ý rằng mọi kẻ thù hữu hình và vô hình trong cuộc hôn nhân của con đều bị hủy hoại vĩnh viễn nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu ta công bố khước từ của trách và đuổi đi cho mọi công quốc và quyền lực chống lại cuộc hôn nhân của ta sẽ bị hủy diệt đời đời. Bằng uy quyền của thiên đàng, ta cấm những kẻ thù đến gần cuộc hôn nhân của ta. Ta công bố rằng cuộc hôn nhân và gia đình của ta được đảm bảo trong bàn tay của Thượng Đế và được bao phủ bởi dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu Christ. Lời Chúa nói trong Châm ngôn 17 câu 14 rằng, khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy, vậy khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn. Không có gì Đức Chúa Trời không thể làm, và không có điều kiện tồi tệ nào vượt quá khả năng của Ngài. Vì vậy,
Con cầu nguyện rằng, xin Chúa hãy giải cứu lấy cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ của gia đình con. Xin Ngài cho chúng con được hít thở cuộc sống vào nó và Ngài hồi sinh nó. Lạy Chúa, xin giúp chúng con được ở với Ngài luôn luôn khi chúng con làm việc để cuộc hôn nhân của chúng con được sống lại. Con nhận được ân điển để tuân theo tiếng nói của Chúa liên quan đến việc chữa lành cuộc hôn nhân của con. Con xin cảm tạ ơn Cha. Lời Chúa dạy, con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương. Cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng. Lạy Cha Thiên Thượng, xin hãy tha thứ cho vợ chồng con về mọi quyết định tồi tệ mà chúng con đã thực hiện do tính ích kỷ và thiếu kiên nhẫn chịu trách nhiệm về tình trạng tồi tệ của cuộc hôn nhân của chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua giai đoạn thử thách này trong hôn nhân và học hỏi từ những lỗi lầm của mình. Chúa ơi, con cầu nguyện rằng Chúa sửa chữa tất cả các vết nứt và lỗ hổng trong mối quan hệ của chúng con và đẩy nhanh quá trình phục hồi của sự kết hợp thiêng liêng này. Còn công bố rằng, bằng đức tin, cuộc hôn nhân của chúng con đã được hàn gắn và gia đình chúng con được phục hồi nhờ quyền năng trong danh Chúa Giê-xu. Chúa ơi, con không quên lời Ngài dạy rằng, nhờ sự nhân từ và chân thật, tội lỗi được chuộc. Và bởi kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Lạy Chúa nhân từ, con cầu nguyện rằng khi những bộ xương khô đã chết sống lại và nhờ thành một đội quân hùng mạnh, rộng lớn, thì cuộc hôn nhân vốn rất khô khan và ốm yếu của chúng con sẽ trỗi dậy mạnh mẽ và thú vị hơn rất nhiều nhờ quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói với con rằng, vì người công bình, giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Tương tự như vậy, con công bố trong hoàn cảnh của mình, cuộc hôn nhân đang sụp đổ của con đã trỗi dậy và không gì có thể khiến nó sụp đổ nữa. Cảm ơn Chúa vì đã củng cố sự yếu kém giữa vợ chồng con. Chúa nhắc nhở rằng người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, còn kẻ dại dột phá nhà mình bằng chính tay mình. Lạy Cha, xin chữa lành tâm hồn chúng con và khôi phục lại mối quan hệ hôn nhân đang thất bại hàng ngày này. Hãy để mặt trời công chính trỗi dậy với đôi cánh chữa lành và chiếu sáng sự kết hợp của chúng con. Lạy Chúa, xin cho sự khôn ngoan của Ngài đến với chúng con và khiến chúng con tìm kiếm hòa bình và lòng trắc ẩn cho nhau. Con nói về cuộc sống và sự bình yên trong cuộc hôn nhân này và con công bố rằng nó đã được phục hồi và được Ngài chúc phước. Bất cứ ai ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao sẽ được nghỉ ngơi dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Chúa ơi, lời của Ngài nói với chúng con rằng chúng con nên quyết định một điều gì đó và nó sẽ được thiết lập. Vì vậy, con đảm bảo cuộc hôn nhân của mình dưới bóng cánh hùng mạnh của Ngài. Chúng con được bao phủ bởi dòng huyết quý báu của Chúa Giê-xu và con nâng nó lên trên tất cả các vương quốc và quyền lực. Chúa ơi, xin đừng cho phép bất cứ thứ gì di chuyển khỏi bàn tay quyền năng của Ngài đang nắm giữ. Ngoài ra, xin Chúa không cho phép chúng con chùn bước. Thay vào đó, xin hãy cho chúng con phát triển từ sức mạnh này sang sức mạnh khác và niềm vui của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Hỡi Đức Chúa Trời, xin mau đến cứu con. Chúa mau đến giúp đỡ con. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, lời của Cha nói rằng không vũ khí nào được tạo ra để chống lại con sẽ thịnh vượng và mọi lưỡi đưa ra phán xét chống lại con lên án nó. Vì vậy, con công bố theo lời của Ngài rằng lời nói của Ngài chiếm ưu thế hơn tất cả các mũi tên bóng tối bắn vào cuộc hôn nhân của con nhân danh Chúa Giê-xu. Cha ơi, khi hắn đến chống lại con theo một cách, hãy để hắn phân tán theo 7 cách vì sự tập hợp của hắn không phải là của Cha. Lời của Chúa cũng nói rằng không có bùa mê nào chống lại Gia-cốp và không có bói toán nào chống lại Israel sẽ đứng vững. Tương tự như vậy, không có bất cứ thế lực bóng tối hay tâm linh nào có thể chống lại cuộc hôn nhân của con.
Lạy Cha nhân từ, con cầu xin Chúa sai các thiên sứ thánh của Ngài đặt một hàng rào lửa bảo vệ xung quanh cuộc hôn nhân của con. Xin hãy giao trách nhiệm cho các thiên sứ để trông chừng cả ngày lẫn đêm trong cuộc hôn nhân của chúng con. Con cầu nguyện rằng khi kẻ ác tấn công con để ăn tươi nuốt sống gia đình con thì chính kẻ thù sẽ vấp ngã. Lạy Chúa, xin hãy ngẩng cao đầu, vượt xa kẻ thù xung quanh chúng con, và chúng con sẽ dâng của lễ trong lều của Ngài với tiếng reo vui. Chúng con sẽ hát và làm giai điệu cho Chúa. Chúa ơi, Đức Giê-hô-va là ánh sáng và sự cứu rỗi con sẽ kính sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của đời con sẽ sợ ai? Lạy Cha thiên thượng, Ngài là sức mạnh và thành trì cho cuộc hôn nhân của con, do đó nó được giữ an toàn. Con công bố với sự thánh thiện rằng không có cơn gió nào đủ mạnh để cướp cuộc hôn nhân của con khỏi bàn tay hùng mạnh của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, Chúa ơi, con của trách mọi kẻ nuốt chừng và kẻ thao túng xấu xa hôn nhân và giành lấy hôn nhân của con khỏi thế lực bóng tối. Ta ra lệnh cho bất kỳ bàn tay xấu xa nào đang kìm hãm cuộc hôn nhân của ta phải khô héo tận gốc rễ, nhờ thẩm quyền được trao cho con với tư cách là con của Đức Chúa Trời tối cao. Ngài đã giải cứu cuộc hôn nhân của con khỏi các tổ chức, vương quốc và vạc bóng tối. Nhân danh Chúa Giê-xu, cảm ơn Cha vĩ đại và năng quyền. Xin củng cố những đầu gối yếu ớt và những bàn tay mỏi mệt của chúng con trong những công việc liên quan đến nhà của con. Chúa yêu dấu của con, xin hãy hít thở sự sống và vực dậy mối quan hệ hôn nhân của con khỏi giường bệnh và khiến nó sống lại. Lạy Chúa Giê-xu, đấng chữa lành toàn năng của con, xin hãy đặt bàn tay chữa lành của Chúa vào cuộc đời chúng con và chữa lành vĩnh viễn tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con reo mừng chiến thắng Chúa và dương cao cờ hiệu nhân danh Đức Chúa Trời của chúng con. Lạy Chúa, cảm ơn vì tình yêu không bao giờ cạn và sự thành tín của Ngài đối với con, người phối ngẫu của con, các con của con và gia đình con. Con thực sự biết ơn Ngài về những điều con dâng lên cho Ngài. Ngài lắng nghe tiếng con cầu nguyện và đáp lời cho những lời cầu nguyện của con và đã mang lại cho con chiến thắng chung quanh con. Con cảm ơn Ngài, Chúa đáng tin cậy, vì đã biến những kẻ thù trong cuộc hôn nhân của con phải bỏ chạy và ban cho con chiến thắng tất cả. Con cảm ơn Ngài và dâng vinh hiển lên cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.